Được rồi. Cuối cùng chúng ta đã phá hủy thành công bức tường không gian. Thế giới con người và các không gian khác sẽ trở nên hỗn độn. Mọi thứ sẽ hỗn loạn và trở nên dơ bẩn đúng như gia tộc ô nhiễm của chúng ta mong muốn rồi. Tôi là xe cơ động Gần Gần. Xe cơ động chúng tôi có những chiến hữu rất đáng tin cậy đó. Họ chính là biệt đội siêu nhân cơ động. Nhắm vào lũ cào cào bắn tỉa gì đuổi theo chúng nào sư tử. Mình biết rồi, Ren. Cười lên và cố gắng hết mình nha, gấu đua. Mình sẽ cố gắng, Saki. Bầu trời bị tách ra rồi kìa. Chuyện này đúng là thú vị ghê hay cá voi. Đúng là thú vị thiệt đó, Hanto. Tăng tốc nào cho xăng. Tôi sẽ không để hụt mục tiêu đâu, Genbe. Tiến lên với tốc độ tối đa đi, Cần Cần. Ừ, là một cú bứt phá nha, Sosuke. Tái sinh những quái thú ô nhiễm cũ. Quá trời quái thú ô nhiễm luôn. Siêu nhân không trung đến rồi đây. Kết hợp sức mạnh của mọi người lại là một đi. Đội hình người chính hợp nhất. Đội hình người chính khởi động. Bọn chúng thật là ngoan cố. Mau biến hết đi. Lỗ hổng không gian càng lớn dần ra rồi kìa. Họ đóng thêm cổ trang sao? Không biết nữa. Kệ họ đi, cơ hội của chúng ta đó. Lên nào. Đội hình người chính tấn công. Giọt nhanh đi mọi người. Cũng nhờ các bạn mà tụi tôi được cứu đó. Các bạn là ai? Cẩn thận đó Sasuke. Họ có điều gì lạ lắm. Cậu có sao không, Cần Cần? Trả sư tử cho tôi. Trả ra đây. Cô thấy sao hả, Shikinawa? Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được đó. Resutaka. Tên khốn. Đó là chiến hữu của ta. Không được đụng vào thân thể của Cần Cần. Những kẻ yếu đuối như ngươi không có quyền sở hữu xe cơ động. Ngươi nói gì? Các ngươi rốt cuộc là ai? Và các ngươi đến từ đâu hả? Người đời gọi chúng ta là tộc lửa. Phải đó, tộc lửa. Nghe có hay không? Bọn ta đến từ một nơi rất xa. Rất xa đó. Đứng lại đi mấy tên kia. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho lỗ hổng không gian không bị đóng lại ở ngoài này. Chúng đang ở phía không gian bên kia đó. Nhanh đi đi nào mọi người. Không phải chứ. Chỗ này là đâu vậy? Không phải là không gian khác sao? Không lẽ mình trở về quá khứ rồi sao? Sasuke, nhìn nè. Xem có dễ thương không? Saki, em lấy đâu ra bộ đồ đó vậy? Ren, đứng lại mau. Đứng lại. Sasuke,
Ren, cậu gây ra chuyện gì vậy? Tránh đường. Người cũng khá là mạnh nhỉ. Tỉ thí cho ta nào. Đây là giang hồ thời đại, đúng không? Đây không phải là triều đại Thiên Bảo hay Văn Trị gì đúng không? Ta không hiểu cái người nói gì cả. Giết chúng đi. Đây là thế giới kiếm sĩ. Thế giới võ sĩ sao? Đó là thế giới mà mọi người chiến đấu và tàn sát lẫn nhau. Thiệt đó hả? Chỗ này tàn nhẫn vậy? Đi thôi, chạy mau. Còn những người khác đã mất tiêu rồi. Xong rồi nè. Ui da. Cảm ơn vì đã cho tụi tôi ẩn nấu nha. Các ngươi không định làm hại chúng tôi, phải không? Trong thế giới này, mọi người đều phải tự mình rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Nhưng bởi vì ma kia, chúng tôi quay sang chiến đấu lẫn nhau. Vẫn còn một số ít người như chúng tôi trốn thoát khỏi ma kia. Làm người xinh đẹp như chị đây phải khổ rồi. Nhưng giờ có em ở đây rồi, em không để chúng đụng tới ngón tay nào của chị đâu. Vì vậy, cho nên em... Mọi người chạy đi. Coi chừng. Thơm, thơm quá. Đây là mùi gì của sự giận dữ phải không, Renkai? Không, Gokumaru. Đây chính là mùi của sợ hãi và đau khổ đó. Các ngươi làm gì vậy? Giờ bọn chúng không còn ý nghĩ gì ngoài chiến đấu đâu. Trái tim bọn chúng đã bị lấy đi rồi. Trái tim của họ bị lấy đi rồi sao? Gì chứ? Trái tim thật vô dụng khi con người muốn trở nên mạnh hơn. Kẻ thù của tụi tôi là những kẻ tự xưng là tộc lửa. Các người mau tránh ra đi. Nào, mau thoát thân đi. Các người lấy trộm thân thể của chiến hữu chúng tôi, rồi bây giờ lại cứu chúng tôi. Rốt cuộc các người là tốt hay xấu vậy? Chuyện đó không quan trọng. Các người hãy trở lại không gian của mình đi. Gì đây hả? Sasuke, là do chúng ta mà những người này đã đến đây đó. Vì vậy mà chúng ta đã cứu họ lần này, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Thái độ vênh vang đó là sao hả? Trả thân thể của cần cờ lại đây. Bọn ta sẽ dùng cơ thể của tộc lửa đó. Ngươi đừng có nằm mơ. Đó là thứ quý giá nhất của chiến hữu ta đó. Chiến hữu? Đúng vậy. Bọn ta là chiến hữu. Chiến đấu cùng các xe cơ động, bọn ta chính là đồng minh của chính nghĩa. Sasuke, nơi đây không có chính nghĩa đâu. Ở thế giới này chỉ cần sức mạnh mà thôi. Ngươi nói cái gì? Hanto, Linh B, Raiken, Gokumaru, cẩn thận đấy. Chúng muốn lấy đi các xe cơ động. Gì cơ? Các người hãy mau giao nộp ra bộ xe cơ động cho ta đi. Hanto, Linh B, bọn họ chỉ cần xe cơ động thôi. Jessica, có nên sự thực mạnh với chúng ta không? Chúng ta không thể để chúng lấy đi bất kỳ tộc lửa nào nữa. Nhưng nếu không có linh hồn thì thể xác của xe cơ động cũng vô dụng thôi. Bọn ta có. Bọn ta chính là linh hồn của xe cơ động. Nhập hồn. Cơ thể này không thích ứng được. Cái này vô dụng sao? Mau đem chúng về cho đại nhân ma kia thôi. Đứng lại. Chúng thần xin ý kiến đại nhân.
dành cho tiểu thư Maki những thứ đẹp nhất trên đời này. Độc lửa lại một lần nữa xuất hiện, nhưng chúng thần đã nhanh chóng cướp đi thân thể của bọn chúng. Dành cho tiểu thư Maki những thứ mạnh nhất trên thế gian, xin hãy xem qua. Độc lửa, định dùng những thứ này để chiến đấu với ta sao? Giờ bọn chúng đã có những đồng đội mới, có thể sẽ tấn công cung điện này bất cứ lúc nào đấy ạ. Nếu vậy, các người hãy cho ta mượn sức mạnh mới nhé, các vị khách. Dân, làm sao mà linh hồn sẽ cơ động lại có hình dạng con người được chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với thân thể của các cậu vậy? Im đi. Chúng tôi là tộc lửa du mục, đi du hành từ không gian này đến không gian khác. Chúng tôi đơn thuần chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta, Maki, biết cách để giúp cho các người trở nên mạnh hơn. Cô nói thật chứ? Các người có những cơ thể rất mạnh mẽ, nhưng trái tim của các người đầy thịnh nộ và vui thích. Nếu mất đi trái tim, các người sẽ trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, ta sẽ dùng những cơ thể mạnh mẽ này. Từ lúc đó, Maki đã khiến cho thế giới này không còn gì khác ngoài chiến tranh. Tại sao cô lại khóc? Bởi vì bị lấy đi cơ thể của mình. Điều đó chắc chắn rất đau khổ. Các cậu không thấy đau khổ sao? Khi linh hồn của mình bị tách ra khỏi cơ thể, dù có như vậy, tôi vẫn chịu đựng được. Khi có những chiến hữu ở bên cạnh. Chiến hữu, các bạn có muốn ăn một chút trứng rán không hả? Chúng tôi là xe cơ động mà. Trong trứng chiên có rất nhiều chất sắt và khoáng chất tốt cho người máy đấy. Đây nè. Ngon quá. Bởi vì đó là món trứng đầu tiên cô được ăn từ khi sinh ra đó. Ngon thật. Phải ăn thật no đúng không? Ngày mai chúng ta còn nhào vô cung điện của Maki nữa. Ừ. Cái cậu định đấu với Maki sao? Ngay cả tộc lửa của chúng tôi còn không thể làm gì được nữa mà. Cái xe cơ động cần cần chính là chiến hữu của tôi. Nếu chiến hữu khóc thì tôi khóc, nếu chiến hữu cười thì tôi cũng vậy. Vì vậy chúng tôi sẽ đi. Tụi tôi sẽ đánh bại Maki và lấy lại thể xác cho chiến hữu. Nếu làm được thì mọi người ở không gian này có thể sống hạnh phúc rồi. Các cậu không nên can thiệp vào. Nếu không làm vậy thì dù có trở về thế giới con người, chúng tôi cũng không ngủ được đâu. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tụi tôi là đồng minh của chính nghĩa đó. Chúng tôi không có chính nghĩa. Ở nơi đây không có chính nghĩa gì cả. Có đó. Ở đây nè. Đến rồi đấy à. Thân thể của nhóm Red Chutaka ở đâu hả? Mấy thứ đó bị mất lâu rồi. Các ngươi chẳng như lời đồn đại gì cả. Siêu nhân cơ động. Các bạn quen biết nhau à? Đây là những cận thần của tiểu thư Maki đó. Đúng vậy. Thế giới võ sĩ thật tuyệt vời. Không nghĩ gì khác ngoài chiến đấu, đúng là thật tuyệt. Các ngươi nên từ bỏ trái tim của mình và trở thành cận thần cho đại nhân đi. Còn khuya, con người có trái tim đó. Vì vậy mà họ mạnh mẽ. Đau buồn, giận dữ, vui sướng, hạnh phúc,
Bọn ta trở nên mạnh mẽ hơn là nhờ những điều đó. Bọn ta chiến đấu để bảo vệ trái tim mọi người. Bọn ta và xe cơ động có thể chiến đấu vì trái tim chúng ta cùng nhau liên kết. Nếu mất đi trái tim, nghĩa là mất đi ý chí chiến đấu. Gì chứ? Thế mới đúng là siêu nhân cơ động chứ. Cái gì? Có vẻ các bạn đã qua ải rồi đó. Các cậu, đây, chúng là của các cậu. Lũ khốn, đồ phản bội. Có giỏi thì nói trước mặt bọn ta đây này. Gì hả? Đúng như tôi mong đợi đó, siêu nhân không trung. Các ngươi, ngươi là Maki sao? Đúng vậy. Mọi người, hãy cho bọn ta thấy sức mạnh của trái tim là như thế nào. Được. Sức mạnh cơ động. Biến hơn. Trang bị mũ. Tốc độ tối đa. Cơ động đỏ. Chính xác tuyệt đối. Cơ động xanh. Nụ cười rạng rỡ. Cơ động vàng. Trái tim nhiệt huyết. Cơ động xanh lá. Không ngừng tiến tới. Cơ động đen. Phá vỡ giới hạn. Cơ động vàng kim. Thế giới lấp lánh. Cơ động bạc. Vững vàng trên con đường của chính nghĩa. Biệt đội siêu nhân cơ động. Ta đang giữ cơ thể của Red Shutaka. Cái gì hả? Hãy xem đây. Sức mạnh của xe cơ động thì không bị trái tim gây trở ngại. Chính nghĩa. Này, cô nghĩ sao? Nếu chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, chúng ta đã quên rồi. Nhưng lúc đầu tôi nghĩ chúng ta cũng muốn chiến đấu vì người khác. Đồng minh của chính nghĩa sao? Ừ. Đừng có trốn nữa. Da mặt kia mắt kia. Ta có thể cảm thấy người đang sợ hãi đó. Trái tim người khiến người trở nên yếu đuối đó. Thật là một trái tim mong manh. Phải, ta cũng do dự và sợ hãi. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới dứt bỏ trái tim dù chỉ một lần. Thật vô nghĩa. Cái gì? Ta sẽ dùng bí thuật của mình để xóa đi trái tim của người. Người cũng tự làm trái tim của mình biến mất sao? Đúng vậy. Làm vậy thì ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Người sai rồi. Kẻ yếu đuối chính là người đó. Ngươi nói gì? Ngươi không biết chống lại sự đau khổ và nỗi sợ bên trong mình. Ngươi chỉ biết trốn tránh mà thôi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì những lời nói đó.
Các ngươi, tôi biết là sẽ tới mà. Đến Chitaka Sosuke nói đúng. Ngươi thật là yếu đuối. Bọn ta cũng đã từng như thế. Nhưng bây giờ thì không. Bọn ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Dù cho không có cơ thể, bọn ta sẽ dùng sức mạnh của linh hồn. Khi tham gia cuộc đua, ta sẽ không để thua đâu. Thật láo xược. Ren, bay lên nào. Ok. Nhiệm vụ 6. Tấn công. Gì hả? Ngay lúc này, Gunbe, đừng có ra định với tôi chứ. Nhắm chuẩn, bắn. Anh Hiroto. Hanto, làm ngay đi. Ok. Rìu cá heo. Vòng xoay gấu đua. Bây giờ, những vũ khí đã có linh hồn của xe cơ động bên trong, và bọn ta sẽ dùng cả trái tim mình để bóp cò. Sức mạnh của con người và xe cơ động trở thành một đó. Những kẻ không có trái tim như các người sẽ không thể được đâu. Đây là sự liên kết giữa con người và xe cơ động. Bọn ta sẽ cho các người thấy sức mạnh liên kết đó. Không nhầm nhở gì, bọn ta sẽ gửi lại hết những phát bắn đó. Tổng tấn công. Tiến lên. Kiếm trượt thần tốc. Giờ thì Red Chitaka. Kết thúc rồi. Sosuke, minna. Sosuke, yatta ze. Shishinoshin, thần xác của anh đây. Đây, cơ thể quý giá của cô. Thân thể của Red Chitaka đâu? Ta đã hấp thụ sức mạnh của xe cơ động vào bên trong rồi. Các ngươi sẽ không thể gây tổn thương cho ta đâu. Maki. Cái gì thế? Cơ thể của Red Chitaka trong đó đó. Anh chờ nha. Chúng tôi sẽ lấy lại nó. Đại siêu nhân cơ động. Cái xe cơ động đó đã trở thành một, biến thành khổng lồ rồi. Cùng với chiến hữu truyền đạt của con tim, ngay cả việc này cũng có thể làm được sao? Tiến lên. Cố lên. Thắng rồi. Chưa đâu. Mọi người, Ren, Saki, hai người có sao không? Sosuke đâu rồi? Trên kia kìa. Tôi đã hứa rồi mà. Tôi sẽ lấy lại thân xác cho Red Chitaka. Sosuke, đủ rồi đó, dừng lại đi. Hú hồn.
Kênh kênh, hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu nha. Có gì đâu chứ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà. Xuống đây để trả lại đây. Cái đây là của Rick Chutaka. Làm được rồi. Sosuke, Sosuke của anh đây. Đã mấy ngàn năm rồi, ta không trở lại hình dạng này nhỉ? Shishinoshin, Tsukinowa, tới lượt chúng ta rồi đó. Nhưng với tình trạng hiện tại, chúng ta không thể chiến đấu lâu trong thời gian dài được. Với lại, vì chúng ta đang bị thương mà, đây có thể là lần cuối. Hai người không nhớ sao? Chúng ta chiến đấu vì những người khác. Đúng vậy, chính nghĩa là của chúng ta. Ở đây, đến lúc tham chiến rồi. Xe cơ động lửa, nhấp hô. Đây là hình dạng thật sự của các cậu sao? Hãy chiến đấu cùng với chúng tôi, Sosuke. Được, dĩ nhiên rồi. Tôi tin là chúng ta cũng hợp thể được đó. Nếu linh hồn và trái tim của chúng ta trở thành một. Dĩ nhiên rồi. Lên nào. Tộc lửa hợp nhất. Đây chính là sức mạnh trái tim của chúng ta và Sosuke sao? Tộc lửa đại tướng quân diễu hành vào trận chiến. Họ làm được rồi. Cố lên. Các ngươi nghĩ rằng có thể đọ lại sức với Makita sao? Các Chutaka, Shishinoshin, Kinoa, tiến lên. Ừ. Ritsutaka, mọi người, có sao không? Chỉ cần có chiến hữu, tôi sẽ chịu đựng được. Kết thúc rồi. Cố lên. Được rồi, tiến lên đi. Điện thoại cơ động đã kết nối với linh hồn của nhóm Kênh Kênh. Bọn ta sẽ cho các người thấy sức mạnh của linh hồn. Khốn kiếp. Lên nào. Đòn kết thúc. Oanh âm hồng liên trảm. Khốn kiếp. Lũ tộc lửa. Thật đáng ghét. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Tộc lửa đại tướng quân. Rồi chiến thắng.
Tiến lên. Nè nè. Siêu nhân cơ động. Cảm ơn các bạn. Mọi người đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn rất nhiều. Siêu nhân cơ động, cảm ơn các bạn. Hòa bình. Mọi người trở lại bình thường rồi. Retsutaka. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là giới hạn của linh hồn và thể xác. Đã bị tổn thương của họ. Mình cảm thấy họ đã dùng tới sức mạnh cuối cùng rồi. Nói dối. Nói với mình đây không phải sự thật đi. Retsutaka đã hòa bình rồi mà. Tôi muốn các cậu thấy được thế giới con người. Trí thực đấy, Sosuke. Chúng tôi sẽ dõi theo các bạn ở thế giới kiếm sĩ này. Có lẽ sẽ có những người như chúng tôi ở thế giới con người đó. Dù có chuyện gì thì vẫn cứ tiến tới và trở thành đồng minh của chính nghĩa nhé. Giờ thì chúng tôi có thể yên nghỉ được rồi, Sosuke. Các cậu. Mọi người ơi, lỗ không gian sắp đóng lại rồi kìa. Mọi người, nghe mình nói không? Bơm bơm. Sosuke, trận chiến với bọn ô nhiễm vẫn đang đợi chúng ta đó. Sosuke. Đúng rồi, chúng ta là đồng minh của chính nghĩa mà. Vĩnh biệt Retsutaka. Được rồi, trở về thế giới con người với tốc độ tối đa nào. Ok, hẹn gặp lại. Sosuke và siêu nhân cơ động chúng tôi vẫn còn con đường dài ở phía trước. Retsutaka, Shishinoshin, Tsukinowa, hãy luôn dõi theo chúng tôi nhé. Tiến lên. スマイル時々踊れてゴー。ダッシュブレイク仲間と一緒にキラキラその夢掴もうじゃん。時代も次元も飛び越えて正義のサウンド一匹のサウンド七人揃ってエンジン全体ゴー。